Chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách Clam nhận được 8.000 đồng token Monter và Remonter nhé. Một số thông tin về đồng token này: số tiền cung phát hành là 50.000 tỷ, đã có 2.696 tài khoản holder, đã phát sinh 5.094 đợt giao dịch. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net nhé. Nên truy cập website để mình nhận giữ một thảo điểm. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước chuyển sang trên website giúp mình. Bước 1, các bạn xem xét quan trắc. Các bạn có thể sử dụng cách quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang những con mắt là từ trước lên nét của các bạn này. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví giúp mình. Paradise Monter số token 18. Các bạn nhập tiếp theo nhất trên token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nha. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn để nhận token. Rồi các bạn nhấp vào đây để kết nối với ví nhé. Chọn ví của các bạn và nhấp vào đâu. Ở đây mình dùng ví mình là bằng cơ, mình sẽ kết nối với ví này các bạn. Rồi sau khi đã kết nối được, bạn ta sẽ vượt bên dưới này. Nếu các bạn có điều kiện cố gắng bỏ ra số vốn nhỏ để mua cái đồng cấp này nhé. Nhưng tất nhiên không phải 0.1 VP. Các bạn cần làm các bạn nhấp vào phần này. Ăn đó. Ok. Rồi khi ra là 0.000812, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Giao dịch đang được xử lý. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website clam.net đi. Cập nhật những dự án những ký phần thưởng cập phần mới nhất trên việc mạng của Binance Blockchain. Ngoài ra, nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch đầu. Trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, bạn có thể vào đây đăng ký đổi kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 8.000 đồng token Remonter. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.